Chúng ta lắp bình phụ thì đồng nghĩa với là sẽ là nước máy cấp vào củ sen và nước máy sẽ cấp lên bình phụ luôn. Sẽ xảy ra một cái trường hợp là khi mà chúng ta mở củ sen thì nước sẽ bị thông qua củ sen và nó sẽ trào lên cái ống thông hơi và gây tràn nước ở trên mái nhà. Thì như vậy mình sẽ lắp một cái van cửa đồng một chiều vào đây, và cái chiều đó là chiều đi xuống, tức là nước chảy xuống để xài thì ok, nhưng mà khi mà củ sen mà bị trả ngược lại thì lên đây cái van này nó sẽ chặn lại và nó sẽ không có cho nước nước lạnh tràn vào đây và đẩy lên cái ống thông hơi ở bên kia. Về cách lắp đặt bình phụ thì ở phía bên bình phụ này mình sẽ không sử dụng van một chiều, thì thay vào đó là cái van một chiều nó sẽ đưa qua bên kia để sử dụng. Thì như vậy một máy cũng chỉ cần một van một chiều thôi. Và ở đây mình sẽ câu nước trực tiếp từ đây và cấp vào đây luôn. Thay vì là mình đi thẳng thì sẽ yêu cầu tay nghề là sẽ hơi khó làm một tí, thì mình có thể đi xuyên xuyên như thế này thì nó sẽ dễ đấu hơn. Ống thông hơi này thì có thì tốt, không có cũng không sao. Nhưng mà riêng cái ống thông hơi mà của máy á, thì mình bắt buộc là phải đi lên cao hơn cái bình phụ. Không cần phải đi cao quá, chỉ cần cao hơn bình phụ là ok. Đó đó. Một số cái mẹo nhỏ để mà khi mà mình lắp bình phụ để không có bị phải sửa chữa nhé. Ở đây thì đang lắp máy Empire Titan 130 lít.